xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 7 tháng 8 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc sức khỏe tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng người làm ăn kinh doanh có thể sẽ gặp phải đối tác thiếu trung thực nên dễ gặp nhiều phiền tội. Với nhiều thiếu sự tập trung của chính bản mệnh đã khiến cho các kế hoạch kém trôi chảy, sinh ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tình cảm, phần trình tình cảm có vấn đề phưởng mắt. Tụ tỷ cùng với nửa kia vẫn chưa tìm được tiện nổi chung trong việc chăm sóc con cái lận lý tưởng sống. Để giữ hòa khí cho gia đình thì không còn cách nào khác ngoài việc đôi bên phải học cách nhũng nhường và bao dung. Tài chính Vận trình tài lộc có điềm bảo hao hụt. Sự thiểu tỉnh tạo khiến cho con giáp này phải mau trọng hỏi hận về nhận quyết định của bản thân. Cẩn trọng, bốc đồng, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuổi giáp tỷ, hoàn thành tốt công việc được giao được mọi người tin tưởng. Tuổi bỉnh tỷ, tự tin khi bắt tay vào công việc có trách nhiệm với công việc tuổi màu tí trở nên bảo thủ khăng khăng với ý kiến cá nhân. Tuổi cành tí chưa thật sự thấu hiểu nữa kia. Tuổi nhâm tí vợ chồng còn trò chuyện với nhau nhiều hơn. Con số may mắn số 12, số 6, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. hai Tử vi hàng ngày của tuổi sửu, công việc Phần trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối, nhưng tất cả đều không làm khó được con giáp này khi bản mệnh vẫn giữ được tinh thần làm việc vững vàng, tỉnh táo. Sự kiên trì cùng với trách nhiệm cao là những yếu tố giúp cho những chú trâu nhận được đánh giá cao từ cấp trên của mình. Tình cảm, phần trình tình cảm đi xuống, sủ ngày hôm nay có nhiều áp lực nặng nề trong chính mối quan hệ tình cảm của mình với nửa kia nguyên nhân chính là bởi đối phương đặt nhiều kỳ vọng và mong mỏi con giáp này rất nhiều. Tài chính vận trình tài lọc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định mang lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái và tương đối dư giả. Cẩn trọng không nên để vấn đề riêng tư làm ảnh hưởng tới tâm tình. Tuổi ức sửu cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, tránh làm ăn thất thoát. Tuổi đinh sửu gặp nhiều rắc rối khiến cho suy nghĩ trở nên tiêu cực. tuổi kỹ sổ, trải qua thử thách để trưởng thành hơn. tuổi tân sổ, khó đạt được những điều mình mong muốn. tuổi quỷ sổ, không nên giữ những quan điểm lạc hậu. Con số may mắn, số 33, số 49, màu sắc may mắn, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hại. 3. Tứ vi hàng ngày của tuổi dần Công việc, Phần trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Ảnh hưởng của ngày hôm nay đem lại cho con giáp này một ngày làm việc trôi chạy dễ dàng. Bạn mệnh tỉnh đầu đúng đó, cùng với khả năng quyết đoán và cân bằng tốt thời gian biểu nên thúc đẩy được hiệu quả công việc. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mạng, đượm nồng tình cảm, người tuổi dần mỗi khi trở về nhà đều cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm chân thành từ người bạn đời của mình người độc thần bắt đầu có những tín hiệu tích cực, ví như sẽ gặp được ý trung nhân. Tài chính, vận trình tài đọc có bước nhảy vọt đáng kể, thực thần nhập cục giúp cho con nhấp này tìm được nhiều vận may liên quan tới lĩnh vực tài chính trong ngày. Cẩn trọng, sự hững hờ, dựng dưng của mình sẽ khiến cho nhiều người hiểu lầm. Tuổi giáp dân cần quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Tuổi bệnh dân không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập. Tuổi màu dân suy nghĩ cổ chấp, không nghe ý kiến người khác. Tuổi canh dân không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu. Con số may mắn, số 34, số 8, màu sắc may mắn, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 4. Tứ vi hàng ngày của tuổi mão, công việc, Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn, trí thông minh, tài ẩn biển linh hoạt giúp cho con dắp này khá nhiều trên con đường chinh phục thành công của mình. Tuy nhiên, người tuổi mão trở nên tự tin thái quá mà không coi ý kiến của người khác ra gì. Tình cảm, phần trình tình cảm vượng sắc nhờ có các tình che chở nên ít nhiều thúc đẩy được những cặp đôi đang tìm hiểu và có ý định tiến tới hôn nhân những người độc thân cũng có cơ hội gặp được người trong mộng nhưng e rằng mối quan hệ vẫn chưa đi tới đâu tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng đây là thời điểm tốt để cho người tuổi này bắt tay vào việc khai trường và có con đường tài lộc sáng sủa cho mình cẩn trọng không nên hành xử tùy tiện không tuân theo các quy định đã đề ra tội ất mạo không muốn nghe theo ý kiến trái chiều tội đinh mạo tính cách nóng nảy kiêu ngạo tội kỹ mạo thích hợp xây dựng các mối quan hệ làm ăn tội tân mạo học cách đặt mình vào vị trí của người khác tội quỷ mạo có quan điểm bất đồng với người thân con số may mắn số 5, số 10, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của những chú đồng trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Người kinh doanh buôn bản có thể tỉnh tở việc mở rộng quy mô làm ăn. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên giữ thái độ đề phòng trước các mối quan hệ xung quanh để không bị lừa gạt hay lợi dụng bất ngờ. Tình cảm Vận trình tình cảm từng bước đi xuống tác động của ngày tương xung nên mâu thuẫn giữa các cặp đôi chẳng nhận không được hóa giải mà càng trở nên gây gắt hơn. Cảm xúc, lẫn ác lý trí, người tuổi thìn chẳng thể đưa ra các quyết định thông minh tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, tử vi ngày hôm nay dự báo con giáp này có những thay đổi rõ rệt về tài chính, nhiều khả năng con nhận được những nguồn thù bất ngờ. cẩn trọng nên học cách cân bằng tốt giữa lý trí và con tim. tuổi giáp thân công việc gặp phải nhiều trở ngại. tuổi bính thân dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. tuổi mậu thân không nên đưa ra quyết định đầu tư. tuổi canh thân chú ý quản lý tài sản tránh thất thoát tuổi nhâm thân hãy chú ý tới tình hình sức khỏe con số may mắn số 37 số 9 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi thân 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi tử vi ngày hôm nay con giáp này sẽ đón nhận nhiều điều tốt lành liên quan tới con đường công danh ngày hôm nay còn tìm cho con giáp này những đối tác tiềm năng có thể bắt tay vào hợp tác mà không cần lo nghĩ nhiều. Tình cảm Vận trên tình cảm có nhiều biến động, người độc thân có thể sẽ gặp được người trong mộng. Tuy nhiên, bản mệnh còn lưu luyến bởi tình cũ, kỷ niệm xưa nên chưa thật sự sẵn lòng để đón nhận tình cảm này. Tài chính Vận trên ta lộc có điểm sáng, thiên tài nâng đỡ cho thấy tín hiệu có những tin vui bất ngờ liên quan tới con đường tiền bạc dành cho người tuổi tỵ. Cẩn trọng, không nên quá gần gũi hay thoải mái với các mối quan hệ xung quanh. Tuổi ất tỵ vẫn phải tranh chấp mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp. Tuổi đinh tỵ giữ vững lập trường của bản thân. Tuổi kỷ tỵ nên mở rộng các mối quan hệ. Tuổi tân tỵ trao đổi để đưa ra phương án giải quyết vấn đề phù hợp. tuổi quý tỵ quan tâm tới nửa kia của mình. Con số may mắn số 30, số 59, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông. Quý nhân chỉ mệnh thúc đẩy nhanh tiến độ công việc, phần khác là giúp bản mệnh cải thiện tốt vị trí công việc của mình. Tuy nhiên, còn dắp này cũng nên có những phương án khác đối với con đường công danh. Tình cảm Vận trình tình cảm dần tìm lại được cảm giác hạnh phúc và êm ấm. Tình cảm vợ chồng trải qua không ít sóng gió, cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên. Cả hai lại dành cho nhau những tình cảm chân thành, không còn những ghen tuông và nghi ngờ vô cớ. Tài chính Vận trình tài lộc không ngừng tăng tiến, còn dắp này nên đẩy nhanh các kế hoạch để thúc đẩy tài chính, nâng cao nguồn thu nhập hiện có cẩn trọng, không nên trữ quan đối với chế độ ăn uống và sinh hoạt mỗi ngày. Tuổi bính ngọ, không nên vội đưa ra những quyết định nóng vội. Tuổi chấp ngọ, làm việc gì cũng cần kiên nhẫn, đừng vội nản chí khi gặp những khó khăn. Tuổi mậu ngọ, dễ bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn. Tuổi canh ngọ, vợ chồng quan tâm, thường xuyên tâm sự. Tuổi nhâm ngọ, tình cảm lửa đôi thẩm thiết. Con sổ may mắn số 37, số 89, màu sắc may mắn màu tím. Quý nhân phù trợ tuổi dân. 8. Tứ vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú gia trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Ở con giáp này luôn có sự chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra sẵn tinh thần trách nhiệm cao và sự hào hứng trong công việc chính là những yếu tố góp phần tạo nên thành công của người tuổi mùi trong tương lai gần. Tình cảm Vận trình tình cảm không mấy vui vẻ, bản mệnh bắt đầu có cảm giác mệt mỏi với mối quan hệ tình cảm hiện tại, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện với nửa kia. Ngày hôm nay sẽ có những vết thương lòng cho cả hai. Tài chính, Phần trình ta lộc dồi giàu, người tuổi mùi có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, tâm trạng ủ dột, buồn rầu nên chẳng thể để lý trí giải quyết tốt việc gì. Tuổi ất môi, tự tin thái quá không nghe theo ai. Tuổi đinh môi, dễ đưa ra quyết định sai lầm trong công việc. Tuổi kỷ môi, chú ý hơn khi tham gia các kỳ thi cử. Tuổi tân môi, việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi. Tôi quỷ môi, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra các quyết định. Con số may mắn, số 41, số 76, màu sắc may mắn, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân. Chính, tử vi ngày của tuổi thân, công việc. vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, bản mệnh không ngại khó, không ngại khổ, luôn đặt tầm huyết cao đầu để thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Việc tự tài chứng minh được năng lực của bản thân giúp cho con giáp này được cấp trên đánh giá cao thêm. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, tam hội cục chiếu mệnh giúp cho người thân có được thái độ ôn hòa, dễ chịu khi giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong mối quan hệ với nửa kia. Con giáp này đen vô cùng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và có thêm động lực để thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình. Tài chính, Phần Trinh Tài Lộc có điểm sẵn, các kế hoạch đầu tư, hợp tác đều gặp thuận lợi, mang lại cho người tuổi này một cuộc sống khá dư giả. Cẩn trọng, sức khỏe có vấn đề cần quan tâm, nhất là chức năng của thận, gan. Tuổi giáp thân, hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn thấu hiệu. Tuổi bính thân, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tuổi mậu thân, quan tâm tới con cái của mình. Tuổi canh thân, phát tài dựa vào nghề phụ hoặc may mắn. Tuổi nhâm thân, không nên phụ thuộc quá nhiều vào vận may. Con số may mắn số 4, số 5, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tổ thân. 10. Tứ vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Phận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp. Do tác động của ngày hôm nay nên còn dắp này cần phải hết sức đề phòng trong quá trình hợp tác đầu tư. Bản mệnh trở nên đặt hết lòng tin vào một người nào đó, dù là người thân tính, để tránh tiền mất tật mang mối quan hệ thì không còn. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút vấn đề, tuổi dậu đơn phương và luôn dành cho đối phương những tình cảm chân thành, sự quan tâm hết mực. Mặc dù đối phương chưa thể đáp trả lại tình cảm cho con giáp này ngay lập tức, song ít nhiều bản mệnh cũng tạo được thiện cảm tốt ở họ tài chính vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định còn dắp này có thể an tâm trong việc chi trả cho các dự định đã đặt ra từ trước cẩn trọng không nên quá cổ chấp với những việc vốn gì không thể thay đổi được Tội ất dậu quan hệ xã giao thuận lợi Tội tinh dậu tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người tuổi kỷ dậu có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến mọi người ngạc nhiên tuổi tân dậu chủ động và tự tin nắm bắt cơ hội tuổi, quỷ dầu, các thành viên gia đình luôn quan tâm nhau. Con số may mắn số 44 Số 11 Màu sắc may mắn màu bạch kim Quý nhân phù trợ tuổi tỵ 11 Tử vi ngày của tuổi tuốt Công việc Phần trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đang sen bởi vì có kẻ ngán chân giữa đường khiến cho con giáp này cần phải có sự điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp hơn ngoài ra sự quyết tâm nỗ lực của con dắp này cũng ảnh hưởng nhiều tới thành quả mà bạn tu về tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc tụ tuất còn độc thân may mắn nhận được lời tỏ tình từ một người mới quen Bản mệnh có chút rung rộng trong lòng nhưng để tiến xa hơn nữa thì cần phải có thời gian để tìm hiểu tài chính vận trình tài lọc lên xuống thất thường tụ tuất không kiểm soát tốt chi tiêu nên khó tránh khỏi tình trạng vay mượn tủng thiếu cẩn trọng không giữ được bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp. Tôi chấp tuất nhận được sự tin tưởng của khách hàng phát tài trong nay mai. Tôi vĩnh tuất tránh nóng nảy sâu sát với người khác. Tôi mậu tuất chưa có sự tập trung nhất định dành cho công việc. Tôi canh tuất tận dụng điểm mạnh của mình để phát triển. Tôi nhâm tuất thích hợp để cầu tài ký kết hợp đồng. Con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn. Màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Phần trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, sâu sẻ. Quý nhân giúp đỡ tận tình, mang đến cho con giáp này nhiều vận may để chuyển mình. Bản mệnh cần phải bản lĩnh quyết đoán hơn nữa để có những sự thay đổi ngoạn mục trong hôm nay tình cảm vận trình tình cảm có những điểm khởi sắc mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia không tránh khỏi những lúc bốc đồng quan điểm tuy nhiên nhờ cách xử lý công kẹo mà người tuổi hợi nên mau chóng lấy được hòa khí gia đình tài chính vận trình tài lộc do giàu người làm ăn kinh doanh có được nguồn thu rụng rỉnh trong ngày nhờ cỏ quý nhân soi đường chỉ lỗi cẩn trọng mua sắm hay chi tiêu cần tiết kiệm tránh tiêu xài quá mức tuổi ất hải quan hệ xã giao gặp nhiều bất lợi tội đình hài hãy đặt mình vào vị trí của người khác tội kỷ hài không hòa hợp với gia đình thích làm việc theo ý thích tội kỷ hài không hòa thuận với gia đình thích làm việc theo ý thích tội tân hài tránh va chạm với người có quyền cao chức trọng. Tôi quỷ hời, mâu thuẫn liên tiếp với bạn bè nên hạ thấp cái tôi của mình. Con số may mắn số 9, số 7, màu sắc may mắn màu xanh nọc. Quý nhân phù trợ, tuổi sổ,